Nói chung là trước khi gửi hàng thì em cũng quay trước là mình giật nổ rồi nó ok nha. Thì cái đây em hướng dẫn này, cái đây là mình đóng e này, đóng gió lại này. Đầu tiên về là mình đóng gió là mình giật này, xong đó mình mới đẩy xuống mình giật nha. Cái dây này nè, nó giống cái kiểu trợ lực mà ổ ổ nó ổ khác này, dỡ lên không có gì hết nha, thả đây nha. Tắt ngay vào đây, ok, giật cái này nổ thôi, à, thả ra. Ok.